Em Lê Nguyễn Ngọc Bích, năm nay vào lớp 6 trường Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Biên Hòa. Từ khi bắt đầu năm học mới cho đến nay, em vẫn chỉ làm quen với lớp mới, bạn mới qua online. Do ảnh hưởng của đợt tái bùng phát dịch COVID-19 ở nhiều địa phương, trong đó có Đồng Nai, học sinh được nghỉ hè khi còn chưa kết thúc năm học. Khép lại mùa hè 2021 là một mùa hè rất đáng nhớ với nhiều bạn trẻ. Vì cho đến khi tận năm học mới bắt đầu được gần một tháng mà các em vẫn chưa thể đến trường. Tuy nhiên với Bích và nhiều học sinh khác, mùa giãn cách lại trở nên đặc biệt một cách thú vị. Vì các em đã biết tận dụng thời gian này để đọc, nghe và tận hưởng các chuyến phiêu lưu khám phá qua những trang sách online. Vì thế, những ngày giãn cách xã hội đã trôi qua không uổng phí, bởi với các em đã có cho mình một lượng kiến thức vừa đủ để tiếp thu và thư giãn. Bình thường thì con cũng rất là thích đọc sách và con cũng thường là đọc những cái cuốn sách như thế này. Và mẹ cũng thường xuyên là đi mua sách cho con đọc. Nhưng mà bây giờ thì dịch bệnh Covid đang hoành hành cho nên là con cũng không thể nào mà đi mua sách như mấy năm trước được. Cho nên là con đã lên mạng và tìm hiểu những cái loại sách trên online để con đọc. Thì sau khi học trên trường thì con cũng đã dành ra cho mình từ 30 đến 45 phút để mà ngồi đọc sách và tìm hiểu những loại sách trên mạng ạ. Bích vốn thích đọc sách. Từ những năm tiểu học, em đã dần làm quen với nhiều kênh sách ngoài cách đọc sách truyền thống. Vì thế, với mùa hè đặc biệt này, kỹ năng sử dụng những kênh đọc sách online đã giúp Bích dễ dàng tiếp cận và tìm kiếm những đầu sách mới bổ sung cho kiến thức của mình khi không thể tham gia các lớp học. Đồng thời cùng với đó, nắm bắt được nhu cầu tăng cao trong mùa giãn cách, các nhà phát hành sách cũng đã và đang đẩy mạnh các kênh cung cấp sách online để đảm bảo cho các em nhỏ không thiếu sách trong mùa Covid. Thì trong đợt vừa rồi thì nghỉ dịch cũng khá là dài, là nghỉ trước hè, cho nên là trong một cái khoảng thời gian dài như vậy thì bây giờ là con ngoài những cái việc học ở trường ra thì cũng với con thì con cũng rất là thích đọc sách. Thì cũng muốn tìm cho con những cái loại hình sách phù hợp với cái lứa tuổi của con để con mở mang được cái kiến thức. Trong mùa dịch thì không có đi để mà mua được sách á, thì coi chị thấy là tôi thấy là cái phần mà đọc sách online á, thì nó có ích là tập trung cao độ về cái việc mà mình đọc, nó tập trung với cái lẽ là lợi ích về cái thời gian và về tiền bạc thì nó về kinh tế thì nó cũng lợi ích hơn. Đấy là cái mặt lợi ích của cái việc đọc sách online như vậy. Trước tình hình diễn biến còn phức tạp của dịch bệnh, một số địa phương vẫn áp dụng giãn cách xã hội. Điều này đồng nghĩa với việc các bạn nhỏ vẫn phải tiếp tục làm bạn với tivi, với máy tính. Tuy nhiên, với nhiều gia đình, đây lại chính là cơ hội vàng để rèn nếp đọc cho con. Điều này vẫn giúp các em vừa được giải trí, vừa tiếp thu được lượng kiến thức không nhỏ về thế giới và cuộc sống xung quanh. Sách nói thì khi mà người ta đọc cho con nghe thì con không có cần phải nhìn vào văn bản, là tai con vẫn có thể nghe và tiếp thu được. Sách nói thì sẽ có cái lợi ích là mình có thể là đi đây đi đó, vẫn có thể là ngồi mở ra nghe được. Và trong cái thời điểm dịch bệnh này thì ta không thể nào mà đi ra ngoài để mua sách, và chính cái sách nói đó có thể giúp chúng ta là hiểu rõ về những cái môi trường xung quanh hơn ạ. Dạ là từ năm lớp 4 thì con đã tìm hiểu được cái loại sách nói đó và con cảm thấy rất là thích thú với lại cái loại sách đấy. Là bởi vì là khi mà con nằm trên giường, con hay là con ngồi ở đâu đó, con vẫn có thể nghe và tiếp thu tốt được thay vì là mình cầm cuốn sách để đọc ạ. Một mùa hè đáng nhớ và một năm học mới bắt đầu một cách thật đặc biệt. Hy vọng rằng năm nay, trong trạng thái bình thường mới, dù chưa thể có những chuyến đi chơi xa như mọi năm, nhưng chắc chắn rằng các bạn nhỏ vẫn có được cho mình một không gian trải nghiệm thực tế qua những trang sách online.